Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Một trong những nội dung của kế hoạch đề ra là xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang, gồm xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang, hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới, xây dựng nghị định của chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó là xây dựng quyết định của ban bí thư trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo thẩm quyền được giao tại quyết định của Ban Bí thư, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.